Tối ngày 24 tháng 3 năm 2011, trận thi đấu bóng đá giao hữu giữa Tiên Phong Banh FC và Epsom Nero đã diễn ra tại khu sân cỏ nhân tạo nằm trên đường Khuất Duy Tiến. Đây là trận đấu khởi động trước giải C1 của tập đoàn. Qua trận đấu, cả hai đội có cơ hội xem xét lại đội hình và có những điều chỉnh về kỹ chiến thuật. Mặc dù là thi đấu giao hữu nhưng trận đấu diễn ra vẫn rất quyết liệt và hấp dẫn. Đặc biệt, không khí trận đấu càng thêm hào hứng với sự xuất hiện của khá đông cổ động viên. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2 đều, một tỷ số đẹp cho một trận giao hữu. Anh đánh giá sao về trận đấu ngày hôm nay? Trận đấu ngày hôm nay nói chung là một trận đấu rất là hay của hai đội Tiên Phong Banh và Nero. Nero là đội đại diện cho Epsom cũng tham dự cúp C1 sắp tới và cũng ở cùng bảng với một đội Tiên Phong Banh, Tiên Phong Banh HO. Hôm nay được đá với các bạn Tiên Phong Banh FC, cảm thấy Tiên Phong Banh là một đội bóng, FC là một đội bóng tổ chức rất là tốt. Không rõ là Tiên Phong Banh HO có được thế không, nếu Tiên Phong Banh HO cũng thế thì quả thật là Nero đã chuẩn bị gặp một đối thủ hết sức đáng ngại trong trận khai mạc. Trước giải đấu anh đánh giá thế nào về sức mạnh của đội mình ạ? Nói chung là đội Nero là một cái đội bóng có độ tuổi trung bình rất cao, là hầu hết anh em đều trên 30 tuổi. Đá bóng thì cũng có kinh nghiệm nhưng mà thể lực đã không còn được như những năm trước. Chúng tôi xác định là tham dự giải năm nay là mang yếu tố là tham gia vui vẻ, gọi là ủng hộ phong trào thôi, không nghĩ đặt một cái mục tiêu gì cho cái giải này. Xin anh cho biết anh đánh giá sao về trận đấu hôm nay? Trận đấu hôm nay thì là trận giao hữu giữa Epsom Nero và Tiên Phong Banh FC. Thì đây là một trận đấu để chuẩn bị cho giải nên là mang chất hữu nghị. Tuy nhiên tôi phải khẳng định là trận đấu diễn ra quyết liệt, căng thẳng nhưng mà rất là hữu nghị. Thì tỷ số 2 đều là quá đẹp với một trận giao hữu để cả hai đội chuẩn bị bước vào giải vào ngày Chủ nhật. Trước giải đấu thì anh đánh giá thế nào về sức mạnh của đội mình? Năm nay thì Tiên Phong Banh FC cũng chuẩn bị cũng rất là tốt. Tôi phải khẳng định như vậy, có thể kết quả thì sẽ là phía trước. Tuy nhiên thì các anh em Tiên Phong Banh FC đều là các em trẻ đến từ tất cả các đơn vị kinh doanh của khu vực Hà Nội. Và trẻ nên là nhiệt huyết và rất là máu lửa. Cái khâu chuẩn bị từ chuyên môn cho đến góc độ kỹ chiến thuật thì rất là chi tiết. Tuy nhiên thì sức mạnh như nào thì có lẽ chúng ta vào giải chúng ta sẽ khẳng định được. Thông tin bên lề giải đấu, năm nay Tiên Phong Banh sẽ cho ra mắt một dàn hoạt náo viên nữ. Đây được coi là thứ vũ khí nguy hiểm của các đội bóng đến từ ngân hàng này. Thứ năm hàng tuần thì Tiên Phong Banh FC có tổ chức đá bóng, có tổ chức các cái trận giao lưu ấy, thì Chewing Girl cũng cố gắng sắp xếp nhân sự để tham dự và động viên tinh thần hai anh em tập luyện và thi đấu. Thế thì mình tuyển chọn như thế nào ạ? Nói chung là thứ nhất là yêu cầu đầu tiên là phải nhiệt tình. Thực sự là phải nhiệt tình thì mới có đủ nhiệt huyết để tham gia phong trào. Thế rồi thì không có tiêu chuẩn gì đặc biệt cả ngoài việc là mọi người tham gia nhiệt tình để phong trào đi lên và có thêm động viên anh em. Một thông tin không hay dành cho các cổ động viên đó là sân thi đấu chính thức của giải có chỗ đứng dành cho cổ động viên khá hạn chế. Khu vực dành cho cổ động viên chủ yếu là khoảng trống giữa các sân, ngay cả diện tích dành cho đá phạt góc cũng khá hạn hữu. Tổ hợp sân Thế giới cỏ nhân tạo được chọn làm sân thi đấu chính thức cho giải. Tổ hợp này gồm 4 sân nhỏ, nằm trên một khu vực vốn là nền đất hoang bên lề đường Khuất Duy Tiến, nằm cạnh nhà văn hóa quận Thanh Xuân. Đây cũng là khu vực có rất nhiều tổ hợp sân cỏ nhân tạo. Xung quanh vấn đề này, trưởng ban tổ chức giải ông Phan Thanh Hoàng đã có ý kiến. Xin anh cho biết là với cái tình hình là sân bãi nhỏ như thế này thì cổ động viên đứng ở đâu? Chắc là anh hơi nhầm, thì sân bãi không hề nhỏ. Anh có thể nhìn thấy là kích thước sân này là kích thước sân gần như lớn nhất của Hà Nội so với các sân bãi. Kích thước của nó là 44 x 29 m, chiều dài 44 m và chiều rộng 29 m. Chiều rộng 29 m là chiều rộng gần như lớn nhất của Hà Nội. Và với cái mặt sân thi đấu ấy, nó là lớn nhất và tốt nhất cho vận động viên. Còn cổ động viên chúng ta có thể đứng từ xa vẫy được. Giải đấu C1, giải đấu hàng đầu của tập đoàn FPT sẽ chính thức khai mạc vào lúc 2 giờ chiều ngày 27 tháng 3 năm 2017.